Hôm nay ăn bánh mì cookie. Nè, giờ đầu tiên nè, em khoe cho cô chú coi tóc đẹp của em sao đâu. Mẹ mới gắn cái nơ lên đầu cho em, cúi xuống cho cô chú coi. Xì. Rồi quay đằng sau nữa, coi tóc em đẹp cho cô chú coi. Đó, rồi xong. Em điệu lắm. Nào xích vô làm gì ngồi xa tôi dữ vậy? Được rồi. Hả? Sợ bị đòn hay gì vậy? Rồi. Em đau bụng hả? Ok, em lộn xộn quá. Rồi em đi đi. Em đau bụng đi đâu rồi? Em mình lại đây chơi với mẹ nha. Trời ơi, tự nhiên đang ngồi là em đau bụng. Bỏ chạy hộp nước luôn. Rồi, thì hồi sáng giờ Tiết ở nhà, Tiết làm cái món này. Là món bánh tằm khoai mì. Là Tiết làm cái này là bằng từ khoai mì tươi luôn. Xong rồi mình bào, rồi mình vắt, rồi mình pha bột, pha đường này kia. Thì có cái công thức, Tiết có quay lại. Nhưng mà lúc mà Tiết quay, Tiết không có nói chuyện. Là tại vì lúc đó Trúc Linh ngủ, nên Tiết không có nói chuyện. Giỏi quá. Đó, cái này là cái phần dư nè các bạn. Làm hình như là 4-5 củ khoai mì gì đó. Bào ra là còn 1.5 thao. Mà làm ra được nhiêu đây á. Cái phần này một hồi nữa Tiết sẽ tu go cho một đứa bạn. Hồi nữa em nói tới đây là xong Tiết tu go. Ồ vậy hả? Cho bé Như với lại anh Khánh. Rồi mời cả nhà thử. Anh ăn thử món này chưa? Không được ăn cái này. Cái này không phải em làm. Cái này của bé Thanh làm. Ăn món tôi làm nè. Món này. No, ăn món em làm trước nè. Ngon lắm. Nãy Tiết làm Tiết ăn ngon với sợ luôn. Rất là dễ làm. Cái này bị ép ăn hả quý vị? Mình muốn cái món kia cả, cái này phải ép đó nha. Tiết thích món này lắm. Nhưng mà sao chấm không dính vậy? Ừ, chấm bớt thôi. Mình lên mạng mình học á, mình làm ra mình mới thấy dễ. Còn mình chưa làm thì mình lại thấy khó. Nhưng mà mình làm thì lại quá là đơn giản luôn. Thì đúng rồi, bánh mì ép da cắt bỏ. Này vô xong, xí. Dễ quá. Đúng rồi. Ngon các bạn. Còn cái này là bánh cookie của dì Thanh làm. Cookie trứng, ăn giống như tựa cái mũi như bánh bông lan vậy. Của ai? Của em. Ok, của em. Ok, mẹ không ăn của em đâu. Mà Tiết ăn, Tiết thích thêm nước cốt dừa nữa. Thiếu đường không? Ừ, nếu anh thích ngọt thì làm cái này bỏ thêm miếng đường vô. Ừ, thêm siêu con. Nhưng mà khoai mì nó đã ngọt rồi. Nè, em vô đây ngồi ăn cookie với mẹ. Đúng. Này em đau bụng em không ngồi ha. Vậy em cầm cookie em đi ăn đi. Thôi em lái xe đi vòng vòng đi cho mẹ với ba quay phim. Cái này ăn ngon. Okay. Nếu mà mình thích đường mình bỏ thêm chút xíu đường vô. Ngon. Xin chào quý vị. Chào. Xin chào cookie. Ngon. Thằng này lại. Ngon. Open my. Kiểm tra coi ba nó có ăn cookie của em không. Rồi để mẹ nói chuyện nha. Thì có tin gì của bé Nhàn không? Bữa nay vẫn không có tin. Nhưng mà Tiết có một tin mới. Anh Đạt cũng chưa biết luôn. Thì bữa nay Tiết làm cái video này á, sẵn đây là Tiết muốn nhờ góp ý kiến của những anh chị em nào mà đã từng trải qua. Ông chưa biết gì vậy. Nên sau cái này các bạn có nghe được á, nên cho Tiết một cái ý kiến. Thì thật sự giờ là Tiết không biết như thế nào. Là như vậy, hồi nãy Tiết có nhận được một cái cuộc điện thoại của người chủ nhà mà cái tiệm Tiết đang mướn á. Lúc mà tháng giữa tháng 3, lúc mà Tiết vừa đóng cửa tiệm á, Tiết có viết một cái lá thư cho ông chủ nhà. Rồi thì Tiết có gửi, hay chồng Tiết có gửi lá thư đó cho ông chủ nhà mà tới bây giờ luôn mình vẫn chưa nghe tin gì hết. Thì bữa nay ổng mới gọi cho Tiết. Thì ổng nói như vậy nè. Ông nói là tôi có nhận được cái lá thư của cô gửi cho tôi. Thì bây giờ mọi quyền quyết định cô sẽ là người quyết định, cô muốn sao cũng được hết. Thì trong cái lá thư đó anh Đạt anh viết là mình chỉ muốn là ông chủ nhà giúp đỡ mình một phần nào đó về vấn đề tiền rent, chứ mình không có dám đòi hỏi là bớt bao nhiêu hoặc là cho không lấy tiền hay gì. Mình không có đòi hỏi gì hết, mình chỉ nói ổng là mình muốn ổng có thể giúp mình được phần nào đó thôi. Thì ổng trả lời bữa nay là ổng nói là Tiết là cô muốn sao cũng được,
Tại vì mình đang trong cái trường hợp này, ai cũng phải cần giữ sức khỏe. Nên cô muốn sao cũng được, cô đừng có lo lắng gì hết. Đó, cái Tiết nghe vậy, cái Tiết cũng cảm ơn. Nhưng mà Tiết cũng nói với ổng như nè, Tiết nói là thì luật tiểu bang á, nói là ngày 15 tháng 5 này thì những cái small business có thể mở cửa, trong đó có tiệm nail. Thì Tiết nói ổng là từ bây giờ tới bữa đó không biết có thay đổi cái phần gì không. Nếu như mà thay đổi á, thì nếu mà luật tiểu bang có thay đổi mình không mở cửa được á, thì tôi cũng vẫn không mở cửa. Nhưng nếu như mà được phép mở cửa thì hai vợ chồng tôi sẽ đưa ra một cái quyết định và sẽ gửi lá thư đó cho ông biết là tụi tôi như thế nào. Thì thật sự bây giờ là Tiết cũng không biết là mình muốn kêu ổng bớt làm sao nữa. Vì ổng nói là Tiết muốn sao không được. Thì nếu mà ổng nói vậy thật sự mà nói, nếu mà mình có thể nói thẳng luôn, mình nói không muốn là không trả đồng nào trong những cái trả đồng nào hết, đúng không? Mà mình trả thì mình lại trả không được. Đó, nó khổ vậy á. Nhưng mà ổng nói là bạn muốn, cô muốn sao cũng được. Đừng có lo gì hết. Và còn dặn Tiết là hãy chăm sóc cho mẹ, phải cẩn thận, nói mẹ hãy cẩn thận, với lại cô có con nhỏ phải cẩn thận. Ông còn dặn mình vậy nữa nha. Cái vấn đề đây nè, bây giờ trước hết là mình muốn có cái quyết định đúng như thế nào á. Không biết là các bạn nào có, giống như là có những cái building mà cho thương mại họ mướn, thì ví dụ như bây giờ cái thương mại đó không có trả mình tiền thì mình có thể nào mượn hoặc là xin cái tiền của chính phủ để mà đắp vô cái phần thiếu thốn mất của cái thương mại đó không? Ví dụ như bây giờ ổng không lấy tiền nhà của mình, ổng không lấy tiền nhà của mình cho 2 tháng đi, ví dụ như cho 2 tháng đi, thì ổng có thể làm đơn xin phép chính phủ để mà bù đắp cái 2 tháng mất mát đó của ổng không? Cái đó là cái đặt muốn biết, đúng không? Thì nếu mà ổng có thể làm được là quá tốt, là mình xin ổng, coi như là xin ổng 2 tháng miễn phí. Thì đó, bởi vì nhưng mà cái tốt của ổng ở đây á là ổng nói Tiết là cô muốn sao cũng được. Tại vì chúng ta đang trong cái thời gian như vậy là ai cũng phải cần giữ sức khỏe. Nhất là mẹ của cô lớn tuổi và cô có con nhỏ, nên cô cứ sao cũng được, đừng có lo lắng. Ông nói vậy đó. Nên mình cũng khó mình quyết định, phải không? Mà cái thứ hai nữa là như vậy nè, tại vì theo Tiết biết ở nhà, một số người bạn của Tiết là chủ tiệm nail luôn á, vẫn phải đóng tiền nhà. Có một số là được bớt phân nửa liền, có một số là phải đóng full luôn, người ta không bớt một đồng nào luôn. Tùy theo cái người chủ mình, tùy theo cái khu. Thật sự nếu mà Tiết được, Tiết cũng muốn ở nhà để mà qua hết cái dịch luôn mình mới dám mở cửa. Nhưng mà cái trường hợp mình lại khác những trường hợp của những người thợ. Tại mình cái tiền rent mình phải trả. Mình phải trả tiền rent, mình không làm mình cũng phải trả tiền rent đó. Còn mình nếu mình không có tiền rent á, là cái tiền mà thất nghiệp của mình đã đủ mình trang trải sống qua tháng này qua tháng nọ rồi. Đó, nên cái khổ của mình là cái chỗ đó. Cái gì nữa? Cái mình bổ sung thôi đó thôi. Là cái tiền điện, tiền ga, tiền internet vẫn phải trả bình thường. Vẫn phải trả bình thường, nó tự động lấy bình thường. Đầy đủ luôn, tự động lấy đầy đủ luôn. Đặt mới gọi cái hãng Comcast là nó cung cấp internet đó, mình gọi nó nói coi như là tao cả một tháng mấy nay tao không có mở tiệm mà tại sao mà lấy tiền bill tới nguyên cả một cái bill nó đầy đủ luôn rồi, full, tức là 250 mấy đồng bạc. Xong rồi hỏi nó thì có phương pháp nào mày giảm bớt cái này không, thì nó nói coi như là bắt đầu tháng, nếu mà mình xin phép nó bây giờ thì bắt đầu tháng tới nó mới giảm cho mình. Nhưng mà cái tháng trước đó mình trả 200 mấy trong khi mình không có làm gì hết, mình vẫn trả là phải vẫn trả, cái đó là mình không có làm được. Tới bắt đầu từ tháng 5 thì nó mới bớt. Cái sự này thống đốc đóng cửa đúng nhà rồi. Trường nguyên nguyên năm luôn. Năm luôn. Yes, em mới nghe rồi nè. Nguyên cả năm luôn. Nhưng mà tụi nó vẫn phải học bài ở nhà. Cái số lượng học bài nó không có bằng đi vô kia, nó học ít lắm, nó chơi nhiều hơn. Yes, nhưng mà đóng hết nguyên năm rồi, đúng ra lệnh rồi. Gọi rồi luôn rồi. Vậy thôi, tâm sự với các bạn nhiêu đây thôi. Cái gì anh mơ chưa có ăn được bao nhiêu giờ mới nói, bắt anh nói không à, mười mấy phút, bao nhiêu à? 17 phút rồi kệ, kêu nói nhiều chi. Nhiều anh được. Chưa có ăn được bao nhiêu, cái món kia anh chưa có ăn nữa kìa, giờ đem đi trưng bày chứ. Bây giờ tắt đi, còn muốn ăn nhiêu đó ăn. Không vừa ăn vừa nói nè, con gái nó thấy là nó la làng. Chưa có bao nhiêu hết trơn mà có bắt tin nói không à. Mỹ Lai này à, thanh hồng quốc lắm nha, ngon
Thanh làm gì ăn ngon chứ, khéo tay. Về vấn đề của Nhàn, nếu mà có thông tin gì thêm của Nhàn là vợ chồng Tiết sẽ cập nhật cho tất cả mọi người biết liền. Tại cô Mười rất là quan tâm tới gia đình của Tiết nên cũng rất là vui. Hiện tại giờ thì vẫn chưa nghe gì hết. Đúng rồi. Rồi, có nhắn tin để hỏi nhưng mà không thấy trả lời. Má vẫn khỏe. Đúng rồi. Má vẫn khỏe. Rồi, thôi cảm ơn xong, mọi người. Mình cũng mong là Nhàn nó khỏe. Một khi nó khỏe rồi, mình với lại Đạt với lại má với lại Nhàn sẽ ngồi lại làm một cái video cảm ơn tất cả các bạn. Cái ngày đó là cái ngày vô cùng đặc biệt, quan trọng luôn. I can't wait to that day come. Nhưng mà giờ anh hỏi em nè. Ngày mai á là cái ngày quan trọng của trên toàn cả thế giới này lận, chứ không phải riêng biệt cho một ngày hết. Ngày nó gọi là Earth Day. Earth Day mất mới gì? Earth Day là Earth Day tức là quan trọng. Nói tiếng Việt đi, tiếng Anh không hiểu. Không biết đâu, cái ngày đó, cái ngày lễ nó gọi lễ Earth Day tức là ngày mày dịch tiếng Việt làm sao trời. Em phải Earth bỏ Day, cái này. Earth là trái đất. Không, Earth là trái đất đó, đúng rồi. Em phải bỏ cái này xuống dưới description nha, ok. Đúng là cái ngày coi như là giống như làm ngày sạch cho trái đất rồi, ngày coi như là cái gì là green, go green là này kia nọ, go green, sạch thành xanh, xanh sạch môi trường đó, đại khái vậy đó. Thì mắc mới gì quan trọng lắm chứ sao không. Thì mình nhờ lúc nào mình không làm sạch trời. Mấy năm rồi mà ông bà còn hỏi là cái ngày là ngày gì nữa ha? Không, bữa nay ngày 21 tây đúng không? 21 tây, ngày mai 22 tây đúng không? Thì 22 tây không hiểu rồi hả? Không, chỉ biết ngày xanh sạch thật thôi chứ mắc mới gì. Ngày mai là ngày 22 đây tháng 4. Rồi sao? Trời ơi trời, xỉu. Trời, thì ngày xanh sạch rằm cây vườn sạch thôi, mắc mới gì. Xỉu, tôi chỉ mượn cái đó rồi làm về tài đại tài thôi. Nhưng ngày mai đó là ngày sinh nhật của tôi đó chị. Ôi. Oh my god. Tức quá tự khai luôn, mình biết từ lâu rồi, mình giả điên thôi. Mình coi tức quá tự khai luôn. Sinh nhật ông kệ ông, mắc mới gì. Tự đi mua bánh tự hỏi đi. Đấy, mấy cái bánh này cho ngày mai ăn. Mai em ghim cho mấy cái đèn cày để thổi. Trời, bữa nay biết ngày mai biết ngày gì hôm, ngày ớt đê, ngày gì thì nó đại ngày sinh nhật đi. Bày đặt đố, tôi đố lại. Tích quá khai luôn. Không nói, bà không nhớ đâu. Chào mọi người. Xin chào. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai.